Sona. Tôi ở Dương xin kính chào quý khách nhé. Trong buổi báo giá ngày hôm nay thì em Hương lại làm một buổi báo giá buổi tối này. Chiều nay thì nắng quá nhưng mà hơi ốm một tí nên em không báo giá được. Nên là em chuyển livestream sang tối nhé. Em chào anh Đức Long ô tô này. Chào anh Nguyễn Văn Phán này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em. Hôm nay thì em về thêm rất là nhiều xe. Từ Mazda này, Innova 2014 này. Vios số sàn, Vios số tự động này. Số điện thoại thì em đã ghim ở đây rồi, 0354602790. Những bác nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì kết nối và gửi qua Zalo cho em nào. Em chào anh Trương Nguyễn nhé. Ốm thật rồi, lắng quá là ốm rồi này. Định không like nhưng mà hôm nay về thêm rất là nhiều siêu phẩm nên em sẽ lại like này. Về thêm Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao, máy xăng 2 cầu, số tự động, chỉ hơn 400 thôi. Innova 2014 này. Có con nào 300 còn ngon không? Còn nhiều xe anh nhé. Chào anh Triệu Vinh này. Xe nào cũng ngon, kể cả từ xe 70, 75, 80 triệu cũng đều ngon hết. Qua hết, tuyển chọn rồi anh ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Em xin một phút nữa thôi, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em. Mong rằng cuộc báo giá ngày hôm nay của em sẽ thành công hơn mọi ngày nhé. 11 khách hàng rồi, em xin phép được cầm máy quay một chút này. Y10 này, số sàn, số tự động, bản đủ em đều có nhá. Chào Lê Minh nhá, càng ngày càng xinh gái em ơi. Bán tải em lại về thêm này. Kia Rio số sàn, Kia số tự động em cũng về thêm. Chào bác Yến Huân này. Nào để em quay, xin phép được quay sang cam sau luôn nhá. Nay tối thì nó có mát nhưng mà em lại về hơi muộn anh ạ. Tại vì em không ở chợ luôn. Thật sự là nếu như mà live chưa thì em không đủ sức khỏe. Như hôm nay là em đã có hiện tượng ốm rồi. Đã hơi ốm ốm một tí rồi. Chào anh Tạ Duy này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Hôm nay thì em về thêm rất là nhiều xe. Số tự động Sport. Hai chế độ lái. Chế độ lái thường và chế độ lái Sport thể thao này. Phanh tay điện tử có luôn. Innova thì vừa mới cập bến đây. Nếu như khách hàng nào đang xem buổi báo giá của em Hương mà thấy Innova mà ưng Innova nhá. Em này đời 2014 vừa mới về. Nhưng mà chưa cập nhật được giá. Vì chiều nay mới về chưa dở dọn gì. Innova 2014 số sàn tư nhân đẹp zin luôn. Chào anh Nguyễn Thành Lương, chào anh Trần Linh nhá. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào, 15 khách hàng rồi. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nào để em đi báo giá nào. Rất là nhiều xe luôn. Chỉ từ 70 triệu, 80 triệu, 85 triệu là có xe ô tô điều hòa mát lạnh đi. Hôm nay còn về thêm được Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao. Accent số tự động, màu đẹp rơi này, màu đỏ nhá. Bây giờ thì em sẽ đi báo giá luôn đây ạ. Hôm nay thì em Hương về thêm được mẫu Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao máy xăng. Hôm nay bị ốm anh ạ, hôm nay bị ốm. Hôm nay bị ốm rồi, lắng quá, cứ chạy ra chạy vào lắng quá này. Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2011 số tự động 2 cầu máy xăng. Em Hương đang bán là 450 triệu. Nếu như mà Tucson máy dầu thì là em đang bán là 535 triệu máy dầu số tự động. Mua xe về Bình Phước hay phải không anh? Mua xe bác Nguyễn Sang hay hỏi là em muốn tính nào chị nhỉ? Nói chung là nếu như mà 100 cây quay đầu thì em sẽ miễn phí ship cho mình. Còn nếu như mà xa quá thì nếu như mà có thể thì em sẽ hỗ trợ cho mình một lửa tiền ship. Chứ còn nếu như mà để em Hương chịu cả tiền ship thì lặng lắm ạ. Bây giờ xăng nó đang đắt. Xăng đang đắt như này mà để em Hương chịu một lửa tiền ship cho mình thôi. Chứ nếu mà để em Hương gánh cả một cái tiền ship đấy thì lặng lắm. Bây giờ quần áo mua trên mạng còn không được miễn ship cơ, đó là ô tô. Cảm ơn Xuân Hương nhá, chúc bác buôn bay bán đất này. Chào anh Nam Nguyễn, chào anh Ngô Bá Hồng, chào anh Lê Trường An. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Một siêu phẩm Kia, à một siêu phẩm Hyundai Accent đây ạ. Bật flash lên thì mới nhìn nội thất được. Bình Phước ạ. Bình Phước chị đang quan tâm về mẫu xe nào. Nếu như mà quan tâm mẫu xe nào thì em sẽ hỗ trợ cho mình một lửa tiền xăng nhá. Còn để mà em Hương gánh hết một lửa tiền xăng thì nó thật sự nó không có lãi chị ạ. Không có công ấy. 450 triệu cho chiếc xe Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao, số tự động 2 cầu máy dầu. Cửa sổ toàn cảnh cho em luôn.
màn hình giải trí, đề lổ thông minh, máy xăng 2 cầu, SUV 5 chỗ ngồi gầm cao, 450 triệu là giá mà em đã bao rút hồ sơ. Nếu như khách hàng nào quanh quanh thì em sẽ hỗ trợ cho mình 100% phí ship. Còn nếu như khách nào mà ở xa quá thì em sẽ hỗ trợ cho mình 50% phí ship nhé. 50% phí ship nhá. Bác Nguyễn Sang đang quan tâm mẫu xe nào bên em ạ? Em chào bác Nguyễn Cao Kỳ này. Tucson biển 34 lên đèn bi salon rồi, có giải đèn nét và đèn gầm đầy đủ, cửa sổ toàn cảnh luôn. Siêu phẩm mới về đây ạ, 450 triệu đời 2011 cho siêu phẩm Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao. Bên đây thì em có một siêu phẩm Hyundai Accent, nước sơn thì màu đỏ đẹp đây. Chào bác Cầm Tú này. Hyundai Accent đời 2018, số tự động đẹp, 475 triệu, nước sơn màu đỏ đẹp. Biển là biển 90, đèn bi salon có giải led, đèn gầm cũng là đèn bi cho em luôn. Nếu như những dòng xe siêu lướt lướt như này mà các bác còn chưa mua được nữa thì rất là khó luôn. Sờ Bắc ạ, Sờ Bắc bên em đang có bán chỉ từ 75-80 triệu thôi. Nói chung là dòng xe nào nếu như chị ở Bình Phước thì em sẽ hỗ trợ cho chị một nửa tiền ship. Còn nếu như mà chị ở gần tầm các tỉnh lân cận thì em sẽ miễn phí ship cho chị. Chứ còn nếu như trong Bình Phước thì em phải xin một nửa tiền ship rồi. Hyundai Accent đây ạ, đề lổ thông minh, màn hình giải trí này, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Em có Accent chị nhá. Accent hiện tại em đang có 4 chiếc. Một chiếc Accent số tự động màu đỏ này, Accent đời 2012, số sàn chỉ có 295 đẹp, 295 triệu thôi, cực đẹp luôn. Một chút nữa thì em sẽ quay cho mình xem nào. Accent em full bảng màu luôn, 475 triệu cho siêu phẩm Accent số tự động đời 2018 bản lắp ráp trong nước đây. Xin nhan trên gương đầy đủ cho em này, giải đèn led định vị ban ngày, lên cả đèn bi gầm và đèn bi pha rồi. Còn nếu như khách hàng mà quan tâm này, một lửa là bao nhiêu? Chị ơi, chính xác là bây giờ chị đang ở địa chỉ nào Bình Phước thì em mới có thể bấm được. Chị quan tâm Sờ Bắc bên em, đây ở ngoài này em có một chiếc Sờ Bắc này. Một chiếc Sờ Bắc màu xanh biển D đăng ký 2 chỗ ngồi. Nếu như con nhà mình dưới 16 tuổi thì vẫn có thể là ngồi bình thường, nhưng nếu như con trên 18 tuổi thì không thể ngồi được. Chiếc này em đang bán là 85 triệu. 85 triệu. Bao rút hồ sơ vào Bình Phước bây giờ ít nhất nó phải rơi vào tầm 8-9 triệu. Thì em sẽ bớt cho chị một lửa tiền ship, chỉ khoảng mất 4 triệu hơn một chút thôi. Để lại số điện thoại cho em ạ. Y10 biển 37 nước sơn màu trắng đẹp, bản đủ đây. Rất là nhiều khách hàng quan tâm về Y10 bản đủ bên em này. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Y10 đời 2015, số tự động đẹp, bản đủ nhập khẩu, em Hương đang bán là 328 triệu. Lên màn hình giải trí rồi. Chị Nguyễn Sang ơi, kết nối Zalo cho em 0354602790. Để lại số điện thoại cho em. Một chút nữa xuống livestream để em tư vấn nó sẽ dễ hơn nhé. Em sẽ tư vấn dễ hơn. Chị cần bao cái gì hay không bao cái gì thì giá cả nó sẽ chính xác hơn là lúc em nói trên livestream ạ. Y10 đời 2015 bản nhập khẩu, số tự động, động cơ trang bị 1.2. Em Hương đang bán là 328 triệu, nước sơn thì màu trắng đẹp, biển 37, cuối cũng là 397 này. 328 triệu đề lổ thông minh, màn hình giải trí, xi nhan trên gương, cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Nói chung là em này full hết rồi. Chào bác Bùi Sơn Đài này. Bên đây thì em có một em Nissan. Một em Nissan Terra đời 2009 phân khúc hạng D. Em Hương đang bán là 346 triệu đời 2009 này. Bác Sang Nguyễn để lại số điện thoại cho em Hương ạ. Thì em sẽ dễ dàng kết nối Zalo và tư vấn cho mình nó sẽ dễ hơn nhé. Nissan Terra phân khúc hạng D, số tự động đẹp, lên màn hình giải trí, cam lùi, cam hành trình, cảm biến va chạm đầy đủ cho em. Máy số thì cực ngon luôn. Em Hương đang bán là bao nhiêu ạ? 346 triệu cho chiếc xe phân khúc hạng D xịn này. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm Y30, bản Crown cao cấp full kịch. Y30 đời 2009, bản nhập khẩu, cửa lóc 1.6. Em Hương đang bán là bao nhiêu nhỉ? 308 triệu cho siêu phẩm Hyundai Y30. Bác nghe giọng em có khác không ạ? Hôm nay là hơi ốm một chút rồi. Khẩu lệnh nghe gọi, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, màn hình ZTEC to, đề lổ thông minh, sấy sợi kính, sấy sợi ghế đầy đủ cho em. Máy số zin, ghế da zin luôn. 308 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay bớt luôn 10 triệu, à 8 triệu đi. Bớt luôn 8 triệu lẻ đi, còn 300 triệu vẫn bao rút hồ sơ. Vẫn bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình, bớt 8 triệu cho chiếc xe Y30 bản Crown cao cấp full kịch đây ạ. Chào bác Nguyễn Gia Bảo, chào bác Nguyễn, cảm ơn ạ. Dạ em nhìn thấy số điện thoại của anh rồi.
Một chút nữa thì em sẽ gọi điện cho anh nhé. Chào anh Văn Chỉnh này. Có rất là nhiều sự lựa chọn cho khách hàng nhà mình nếu như mà mua xe bên em. Tầm kinh tế chỉ tầm vài chục triệu thôi. Lên được. Ơ đây 2.6 cuối bãi chị. Vâng. Bên đây thì em cũng có một chiếc Spark biển van nữa này. Anh Sang Nguyễn này, anh đang quan tâm về 2 chỗ ngồi hay 4 chỗ ngồi nhỉ? Spark số sàn hay Spark số tự động này? Ở đây thì em có một chiếc xe Spark van đời 2010, cũng 85 triệu, cũng đăng ký 2 chỗ ngồi, nước sơn thì màu bạc. Bên cạnh chiếc Spark đấy thì em lại còn có một chiếc Spark siêu nhân. Chiếc Spark siêu nhân này là biển 26 này, nước sơn màu trắng và số tự động đẹp. Được sản xuất vào năm 2015. Em Spark siêu nhân này thì là 5 chỗ ngồi, bản lắp ráp trong nước, 235 triệu. 235 triệu cho chiếc Spark siêu nhân. Màn hình giải trí tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Cụm đồng hồ của chiếc Spark này nhìn rất là thất chơi luôn các bác ạ. Điều hòa thì mát lạnh luôn, lên trần da 3D. Chào anh Lý Văn Dậu này. Chào bác Xuân Cường. Ôi chết rồi, hôm nay khách hàng đi đâu hết rồi. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Xe đẹp, giá cả hợp lý, cảm ơn bác Cầm Tú nhé. Chia sẻ cho em lên trang cá nhân và những đợt chia sẻ mới cho em. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em này. Bên đây thì em có một chiếc xe Kia Morning. Bản này là Morning full cửa lóc này. Có cửa lóc đầy đủ luôn, bản nhập khẩu đời 2011. Động cơ trang bị chỉ có 1.0 thôi. Và em nó là số tự động lên hoa mai. La răng hoa mai kiểu mới nhá. Đèn bi salon này, có đèn nét này, đèn phá xương và đèn gầm đầy đủ luôn. Biển thì là biển 15 Hải Phòng, nước sơn màu lâu lâu của lông chuột này. Bản full cửa lóc này em Hương đang bán là 285 triệu. Vẫn bao rút hồ sơ và miễn phí ship 100 km quay đầu thì em sẽ miễn ship cho mình. Máy số ngon, giá cả hợp lý đây ạ. Mà còn bao kết không đâm xô, không lập nước. Cam kết cho mình viết luôn bằng văn bản giấy tờ. Nếu như không đúng sự thật thì sẽ mang xe về đây cho em. Một trả một chuôn, một đổi một luôn ạ. Con chào dì Vũ Huế này. Chia sẻ cho con lên trang cá nhân và hội nhóm đi ạ. Bên đây thì có Kia Morning. Một chiếc xe Kia Morning biển 4 số này. Một chủ từ mới, biển Hà Nội, nước sơn màu xanh. Đời 2004 và em Hương đang là đăng ký 2006 nhé. Kia Morning bản nhập khẩu 1.0 số tự động em Hương đang bán là 160 triệu. Cam hành trình đầy đủ cho em nhé. Nước sơn thì màu xanh đẹp. Số tự động đây ạ. Hơn 100 triệu là có xe số tự động đi. Điều hòa thì mát lạnh rét run cho em nào. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ạ. Bên đây thì em có một em siêu phẩm đây. Y10 số tự động đời 2014. Bản nhập ấn ạ. Y10 bản nhập ấn số tự động đời 2014. Giá chào bán 295 triệu. 295 triệu đời 2014 bản nhập ấn số tự động này. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, bác nào mà quan tâm thì em để cho mình còn 285 triệu. Lên màn hình giải trí này, đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Và lên bộ ghế da rất là mới đẹp này. Ôi giời ơi, rơi hết đậu. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng nhé. Bản này là bản 1.0, 295 triệu, còn 285 triệu. Ôi, thanh niên đi chợ lát hết cả đậu. Bóp bóp vào trứng vào tráng em ạ. Bóp ra trứng vào tráng. Ôi giời ơi, đi chợ mua đậu lên đây đây em tôi. Chào bác Ngô Hùng này. Đây các bác ạ. Làm đã vất vả rồi. Tối muộn là 8, 7 rưỡi, người ta ăn cơm đi rửa, tắm rửa rồi mình bắt đầu mới đi chợ. Mua được túi đậu về nhà thì lát bé lát bét ra khổ thân không chứ lại. À em này thì cọc rồi này. Bên đây thì em có một chiếc xe Kia Rio. Kia Rio nhập khẩu đời 2015, nhập Hàn nguyên chiếc, biển là biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu trắng đẹp. Thật sự trong những cái bảng sedan hai đầu mà đi được Kia Rio số sàn mà tầm phân khúc hơn 300 này thì Kia Rio đứng số 1 luôn. Máy số zin, nội thất máy móc đẹp căng luôn. 325 triệu đời 2015 nhập khẩu nguyên chiếc cho chiếc xe Kia Rio 1.4 nhá. Siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em. Lên cho em đèn halogen này, đèn phía dưới là đèn gầm, có đèn phá xương. Đầy đủ cho em phanh ABS đầy đủ các bác nhá. Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc, nước sơn màu trắng đẹp, bản sedan hai đầu. Lên màn hình giải trí này, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, ghế da căng lét luôn. Rất là đẹp luôn ạ, đúng không ạ? Các bác nhìn này, rất là đẹp luôn. Nước sơn màu trắng đẹp.
máy số thì cực ngon luôn. Để lại số điện thoại cho em hoặc kết nối Zalo qua số hotline 0354602790 thì để được em Lê Hương tư vấn. Chào bác Phú Quang Đình này, chào bác Ngô Hùng này, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em ạ. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em, thả tim thả like cho em đi ạ. Bên đây thì em có một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning đời 2009 bản nhập khẩu số tự động đây. Giá chỉ có 225 triệu cho siêu phẩm Kia Morning thôi. Động cơ trang bị là 1.0 ạ. Động cơ trang bị là 1.0, 225 triệu cho chiếc xe Kia Morning biển thủ đô Hà Nội, đèn halogen này, đèn phá xương, xin nhan trên gương đầy đủ cho em, 225 triệu. Sấy sưởi ghế đầy đủ luôn các bác nhá, nhập khẩu nên có cả sấy sưởi ghế để túi khí an toàn, 225 triệu cho chiếc xe Kia Morning bên em. Hiện tại bên em về rất là nhiều Spark số tự động có này, Spark van 5 chỗ số tự động, Spark van 2 chỗ số tự động. Thì vừa rồi em quay chiếc Spark van 5 chỗ rồi. Bên đây thì em có một chiếc Spark van biển thủ đô Hà Nội, đăng ký đời 2011. À, sản xuất đời 2011 và đăng ký đời 2015. Chiếc Spark van này của em đây, siêu nhân đây ạ. Số tự động đẹp, giá chỉ có 152 triệu cho chiếc Spark số tự động thôi. Tức là chỉ có hơn 100 triệu là các bác đã có xe số tự động đi rồi. Là đã có xe số tự động đi rồi. Chào bác Nguyễn Điền này, chia sẻ cho em Lê Hương mạnh mẽ lên nào các bác ơi. Spark số tự động 152 triệu bao rút hồ sơ. Bên đây thì có một chiếc Spark màu nước sơn là màu xanh cốm nhé. Spark màu xanh cốm đời 2009 này, em đang bán là 85 triệu. Động cơ trang bị là 0.8. Đời 2009 nào. Ôi các bác ơi, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nào. Mạng mẽo quá, có đủ để mình nhìn không à. Em có Kia Rio 2015 anh nhá. 2015 em đang bán là 325 triệu nhập Hàn nguyên chiếc biển thủ đô Hà Nội. Nước sơn là màu trắng đẹp ạ. Nước sơn màu trắng đẹp đây, Kia Rio đời 2015. Bản này là bản sedan 2 đầu nhập Hàn nguyên chiếc. Lên cho em màn hình giải trí rồi, máy số zin, ghế da đẹp căng luôn ạ. Lên bộ ghế da mới ạ. 85 triệu để có Spark này, lét lắm mà. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em là hôm nay ốm cố livestream mà các bác đi đâu rồi. Chào bác Trình Bùi nhé. Spark đời 2009 em Hương đang bán là 85 triệu này. Bên cạnh chiếc Spark thì em có một chiếc xe Innova, máy số thì cực zin luôn. Nước sơn màu đen đẹp, biển 20A. Innova máy số zin đời 2006 em Hương đang bán là 225 triệu. Bản lắp ráp trong nước, động cơ trang bị 2.0, ốp hết mạ chrome, tay nắm cửa này, lẹp chân kính này, gương này và gắn cả lực vỉ chắn mưa rồi. Máy số zin cho em. Nội thất bên trong các bác nhìn này, một bác chủ cũ về cực kỳ yêu xe thì mới giữ được một chiếc xe đẹp như thế này. Máy số ngon rồi, nội thất bên trong thì cực kỳ sạch sẽ này, táp ly táp lô không một điểm trừ. 225 triệu cho chiếc xe Innova đời 2006 nhé các bác nhé. Máy số zin này. Bên cạnh đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning đời 2011 em Hương đang bán là 138 triệu. Động cơ trang bị 1.0. Chào Bảo Ngọc nhé. Chia sẻ mạnh mẽ cho em lên trang cá nhân vội nhóm giúp em nào. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 5 2023. 135 triệu cho chiếc xe Kia Morning. Nước sơn màu xanh đẹp, có màn hình giải trí rồi. Ghế da thì em cũng bọc bộ ghế da mới rồi. 138 triệu, 72 Vũng Tàu. Chào người đẹp, chúc người đẹp bán được nhiều xe. Cảm ơn anh nhé. Ôi, Vũng Tàu, Cà Mau, Vũng Tàu đúng không ạ? Thì anh em mình là cách nhau từ đầu bản đồ bên này đến đầu bản đồ bên đây rồi đúng không anh? Quá là xa đúng không ạ? Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Trình Bùi chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân mọi nhóm giúp em nào. Không thở được luôn. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Lacetti này. Lacetti EX máy to đời 2009 em đang bán là 150 triệu. Và hôm nay một siêu phẩm đây. Một siêu phẩm Kia Sportage 5 chỗ ngồi gầm cao, số tự động đẹp đây ạ. Kia Sportage này, một trong những dòng xe được rất là nhiều các bác tin dùng này. Lên đèn bi salon này, có dải đèn led này, đèn gầm đầy đủ các bác nhìn này. Mặt ga lăng với cái lưới tản nhiệt quá là chất chơi luôn. Kia Sportage đời 2011 nhập khẩu em Hương đang bán là 469 triệu. Đời 2011, số tự động đẹp, nước sơn màu nâu cà phê đẹp. Em này thì nó có quá là nhiều công nghệ này, nhiều option hội tụ hết vào chiếc xe này. Hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ trơn trượt, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, sấy sưởi kính này, sấy sưởi ghế này, điều hòa cả ghế luôn. Các bác đã từng nghe những dòng xe là có điều hòa ghế chưa?
Tức là nó sẽ làm mát ghế và ấm ghế theo mùa của mình, hai chế độ luôn. Màn hình giải trí đề lồ thông minh, ghế chỉnh điện 10 hướng cho em. Và em này thì túi khí an toàn quanh xe, ít nhất là phải 8 túi khí an toàn. Chào anh Nguyễn Minh Quân này, chào anh Nguyễn Đức Anh này. Chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Kia Sportage đây ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao máy xăng 2.0, 469 triệu, chưa đến 500 triệu là có xe 5 chỗ ngồi gầm cao đi rồi. Cao dàn mát máy này, la răng đẹp, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Xin nhan trên gương, đèn bi đầy đủ cho em nhé. Em đang bán là 469 triệu. Với cái tầm tiền hơn 400 thì em còn có một siêu phẩm Galaxy bản nhập Hàn. Galaxy thể thao đời 2010. À em này đời 2009 phải không nhỉ? Galaxy thể thao số tự động, có ga tay tự động luôn, phiên bản hai cánh cửa đời 2009, trang bị động cơ là 2.0. Em này hai cánh cửa và 4 chỗ ngồi. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, tổ hợp phím bấm nghe gọi này, điều hòa auto, bên trong là một bộ nội thất ghế da các bác nhìn này, rất là chất chơi luôn. Em này độ bô rồi, độ bô on off rồi, hỗ trợ trơn trượt luôn. Ghế lái, ghế phụ đều là ghế chỉnh điện cho em ạ. Gương kính cụp chỉnh auto, cửa lóc đây. 445 triệu cho chiếc xe Galaxy hai cánh cửa 4 chỗ ngồi. Cánh cửa thì không hề có viền các bác nhé, không hề có viền đâu. Xe thể thao mà, độ bô rồi, rất là chất luôn. Xin nhan trên gương, bản này có ga tay tự động và bản này 8 túi khí này. Bản 8 túi khí đây ạ. Chào anh Toản Lô nhé, chào anh Nguyễn Cường. Các anh ơi chia sẻ cho em Hương Lê Hương lên nào. Galaxy đời 2009 bản nhập khẩu. Các anh cứ bảo em là like tối thì mát hơn, các anh dễ xem hơn, mà các anh đi đâu rồi hay là vẫn đang ăn cơm nhỉ? Chào anh Trần Đức Long này. Galaxy biển Hà Nội các bác nhé. Đèn bi salon này, dài đèn led này, xi nhan trên gương, cửa lóc, hai cánh thể thao 445 triệu. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em còn có một chiếc xe trên 300 triệu thôi. Cao dàn mát máy như em. Em cũng cao thật. Em cao dàn nhưng nóng tính. Em là cao dàn nóng tính anh ạ. Ford EcoSport đời 2015 bản lắp ráp trong nước. Động cơ trang bị 1.5 số tự động đây. 5 chỗ ngồi gầm cao mà các bác nhìn này. Chỉ có giá là bao nhiêu? 385 triệu. Anh Nguyễn Cường, anh Trần Đức Long ơi, chia sẻ mạnh mẽ cho em nào. Dải đèn led này, đèn halogen, đèn gầm đầy đủ, cửa lóc nhá, bản titanium cao cấp. Ford EcoSport 385 triệu. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Ghế da thì đẹp căng luôn, số tự động. Bản này cũng phải là 6 túi khí rồi. Đi sâu hơn nữa xuống đây này, Genesis này. Tặng cho những bác nào mà yêu người yêu mà bố vợ phản đối này, cứ lổ bô này bố vợ, đằng nào cũng phải gạ thôi. Ở đây thì em còn có một chiếc xe i10 này. Trong những dòng xe i10 bản thiếu thì đây là chiếc xe i10 bản đủ này. i10 bản đủ đây ạ, đời 2014, em Hương đang bán là bao nhiêu? 240 triệu. Trang bị động cơ 1.0 nhé, bản đủ 1.0. Nhiều bác cứ nghĩ rằng bản đủ 1.0 nó sẽ yếu. Thực chất là nó không yếu đâu ạ, chẳng qua là nó thiết kế cái kiểu mà ăn ít nhiên liệu hơn thôi. Còn em thấy đi rất là bốc luôn, không hề bị yếu đâu nhé. Em chào anh Nguyễn Xuân Tháp này. i10 bản đủ 1.0 đời 2014, em Hương đang bán là 240 triệu. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em đi nào. Hôm nay thì em hơi ốm nên không thể gào to được. Chào anh Lô Dần nhé. Đề lồ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi, tăng giảm trên vô lăng, có cả reset trên vô lăng này. Màn hình giải trí đây. Ghế da là ghế da vải và số sàn 240 triệu. Lắng lóng như thế này mà bỏ ra 240 triệu mà đi được một chiếc xe điều hòa mát lạnh, máy số zin. Ăn ít xăng, tiết kiệm, bền bỉ, cũng như là form dáng thì dễ lái. Thì không tội gì mà đi xe máy ạ, vợ con nóng bức ra đúng không ạ? Chào anh Trần Trọng Rick này, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em Hương nào. Hôm nay thì em hơi yếu người một tí rồi, tại vì quá là lắng. Ở đây thì em cũng có một chiếc xe i10 đây, nhưng em này là bản thiếu nhá. i10 nước sơn màu trắng bản thiếu. Bản thiếu với bản đủ nó chỉ khác nhau là nó có xi nhan trên gương này, có túi khí an toàn thôi. Còn form dáng nó tựa tựa như nhau. Nhưng em i10 bản thiếu này của em là độ lên thành bản đủ. i10 bản thiếu đời 2015 bản nhập Ấn này, 225 triệu. Có xi nhan trên gương đầy đủ cho em. Nước sơn thì màu trắng đẹp. Xăng đắt như này thì i10 các bác quan tâm rất là nhiều. Độ xi nhan trên gương và độ tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Thực chất là em này là bản thiếu, nhưng bác chủ cũ lại thích độ là độ lên thôi.
mà dáng chỉ có 225 triệu. Đời 2014 này, màn hình giải trí này. Chào bác Lê Hải, chào bác Thơm Lê. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nào. Ốm rồi. Ốm mà vẫn live stream đấy các bác này. Y10 em rất là nhiều luôn. Đầu một đầu, hai đầu em đều có này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe CDX với cái tầm tiền trên 200 triệu mà đi số tự động bản nhập khẩu cửa lóc. Thì CDX là một trong những sự lựa chọn hàng đầu luôn. Một em CDX biển 99 này. Đèn halogen này, có đèn phá xương, đèn gầm đầy đủ, số máy ngon, đi cực bốc cho em. Đời 2010, đăng ký lăn bánh là 2011. Em Hương đang bán là 260 triệu bản nhập khẩu nhá. 1.6 số tự động đây ạ. 260 triệu. Các bạn nhìn giật lấy cái lên. 260 triệu cho chiếc xe CDX. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em. CDX đây ạ, rất là bốc luôn. 260 triệu cho chiếc xe CDX rồi. Còn nếu như khách hàng nào mà thích đi xe số tự động mà form dáng nhỏ gọn hơn 200 thì em cũng có một chiếc xe Kia Morning biển 88 Vĩnh Phúc này. Giọng nói hay quá. Ốm rồi anh ạ. Giọng nói nó bị ốm, nó bị nghẹt mũi. Định không like đâu, nhưng hôm nay em về nhiều xe quá nên em lại phải like. Anh Lê Hải chia sẻ cho em lên Lê Hương lên trang cá nhân và họ nhóm giúp em đi ạ. Số điện thoại em đã ghim rồi. 0354602790, nhấc máy và alo cho em thôi. Giá cả thì là đứng đầu thị trường, chất lượng thì đứng đặc biệt luôn. Chất lượng phải đứng đặc biệt luôn mới tồn tại được. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning biển 88 Vĩnh Phúc này. Lên cho em là La Răng Hoa Mai, xin nhan trên gương. Số tự động đẹp mà em chỉ bán là 235 triệu, đời 2010. Nhập khẩu 1.0. Nói chung là xăng đắt như này các bác cứ mua cái dòng 1 chấm đổ lại thì là đi nó còn tiết kiệm được tiền. Chứ nếu như mà độc nuôi xăng thì cũng hơi mệt. Còn nếu như các bác mà đi xe 7 chỗ làm dịch vụ thì các bác phải đi phải 2 chấm. Vì em nó cõng 7 người trên lưng thì phải ăn nhiều cơm hơn là 1 chấm rồi. Y10, Kia Morning 235 triệu, đời 2010, động cơ là 1.0 này. Chào bác Hải Vũ này. Bên đây thì em còn có hai chiếc Captiva. Chiếc Captiva đời 2007 là em Hương đang bán là 225 triệu, số tự động đẹp đây ạ. Biển 15 Hải Phòng. Captiva màu đồng biển 88 này là số sàn 210 triệu đồng. Từ số sàn và số tự động của hai chiếc Captiva là chênh nhau không đáng kể, chênh nhau chỉ 18 triệu thôi. Nên khách hàng nào thích đi số tự động em có này, thích số sàn em có luôn. Captiva đây ạ. Số tự động đẹp đây, màn hình giải trí đầy đủ cho em. Vô lăng 4 chấu túi khí an toàn. Đây là chiếc 228 triệu số tự động này. Chào anh Hoàng Tùng Chính Anh này, chào bác Nguyễn Nhàn này. Chia sẻ cho em nào, một khách hàng chỉ cần một lượt chia sẻ cho em Hương thôi. Để hôm nay em báo giá nào. Rất là cố gắng để báo giá đây, vì rất là ốm luôn. Còn đây là chiếc Captiva số sàn, hỗ trợ cho em là trơn trượt này, đổ đèo này, màn hình giải trí đầy đủ luôn. Lạt 7 chỗ ngồi, gầm cao. Công trình công trường các bác đi chiếc xe này là quá đỉnh luôn. 210 triệu đồng cho chiếc xe Captiva đây. Số sàn là 210, số tự động là 228. Captiva nha em, chào bác Lê Ngọc Công này. Bên đây thì em còn có một chiếc Mazda màu xanh đá, xanh mực cửu long đấy. Mazda 2 biển 30 Hà Nội. Mazda đời 2012, số tự động đẹp 298 triệu. Trang bị động cơ 1.5, số tự động đẹp đây. Em lấy khóa cửa rồi, gương kính thì cụp chỉnh auto xi nhan trên gương 298 triệu, form dáng một đầu nhưng mà dáng dài. Hatchback dài nhá, không phải ngắn như Morning đâu ạ. Phía sau trang bị cho em hai mắt cảm biến va chạm, có cam lùi, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Mazda 2 298 triệu. Còn bên đây thì còn có một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2014 này, 240 triệu đời 2011. Chevrolet Cruze 2011 240 triệu luôn. Giá rất là ok luôn đúng không ạ? Xi nhan chân hông này, đèn là đèn halogen nhá. Nước sơn thì màu đen đẹp, Chevrolet Cruze đây ạ. Chào anh Trường Lê này, khóa cửa rồi không thể mở bên trong ra. Bên cạnh hai chiếc xe Captiva kia thì em còn có một chiếc Captiva này nữa này. Captiva này là 215 triệu. Các bác nhìn cụm đèn pha này, đèn pin salon 7 chỗ ngồi gầm cao, xi nhan trên gương. Em đang bán là 215 triệu. Kia Carian cũng là 7 chỗ ngồi, số tự động đời 2010, giá chỉ có 270 triệu thôi. 270 triệu cho chiếc xe Kia Carian nhé. Innova thì em có nữa đây. Cảm ơn anh Trường Lê, anh Trường Lê ơi chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Rất là nhiều dòng xe đẹp luôn. Ở đây thì em có một chiếc xe Innova bản G đời 2010, số sàn 2.0. Em Hương đang bán là 268 triệu.
xe gia đình rất là đẹp luôn. 268 triệu đời 2010 cho chiếc xe Innova bản G nhá. Ốp hết tay nắm cửa rồi, dán những cái phim chống nhiệt này, không thể nhìn vào bên trong luôn. Ghế da đẹp luôn ạ, à. Màn hình giải trí, túi khí an toàn, điều hòa để 3 vùng với 3 hàng ghế. Các bác ngồi cực mát luôn. Hôm nay thì em cũng muốn khoe là em mới về thêm chiếc siêu phẩm Mazda 3 bản Philip đây ạ. Mazda 3 nước sơn màu đỏ đẹp. Em này nếu như mà đi trong đô thị cũng chỉ tầm 7 lít thôi. Còn ngoài đô thị thì chỉ tầm 4 đến 5 lít thôi, hơn 5 lít thôi. Một chiếc Mazda 3, phanh tay điện tử và hai chế độ lái đời 2017 nhá. Số tự động, trang bị động cơ 1.5. Em Hương đang bán chiếc Mazda 3 này với giá là 555 triệu. Giá tam hoa luôn. Chào bác Nguyễn Phương này. Bác Nguyễn Phương chia sẻ cho em Lê Hương đây nào. Hôm qua mải ăn uống nên là bêu lắng này ốm rồi. Mazda 3 hai chế độ lái nhá, chế độ lái thường và chế độ lái sport thể thao. Phanh tay là phanh tay điện tử này, tổ hợp phím bấm này, nghe gọi khẩu lệnh tích hợp trên vô lăng. Có hỗ trợ khóa cầu V-Sign và có cho em là hỗ trợ chống trơn trượt nhá. Em Mazda này là F-Mazda 3 phanh tay điện tử 555 triệu. Số tự động đẹp, cửa lóc cho em nước sơn màu đỏ đẹp đời 2017. Có hai chế độ lái thường và là chế độ lái thể thao. Gương kính thì tất nhiên là auto rồi. Chào bác Thái Nguyễn này. Mazda 3 2 chế độ lái đời 2017 555 triệu. Bao rút hồ sơ, miễn phí ship 100 cây quay đầu. Khách hàng nào xa quá thì em sẽ hỗ trợ cho mình một lửa nhé. Đèn bi salon này có giả đèn led này, đèn gầm đầy đủ cho em. Mazda form dáng mới đây ạ. Chào bác Dung Phạm này. Bên đây thì còn có một chiếc Captiva nước sơn thì màu đen này, đời 2007, 2.47 chỗ ngồi, số tự động. Captiva 225 triệu nước sơn màu đen, một chủ từ mới tư nhân gia đình nhá. Nên cam hành trình đầy đủ cho em rồi. Captiva cao giản mát máy đây, đèn bi salon 225 triệu. Còn Kia Rio thì em vừa có số sàn vừa có số tự động. Vừa rồi khách hàng nào bảo là số sàn mình hơi ngại này, thì em có số tự động đây. Một chiếc xe Kia Rio máy zin này, bản full đồ, nhập Hàn nguyên chiếc đời 2019. Em Hương đang bán là 390 triệu. Xi nhan trên gương, phanh ABS đầy đủ cho em. Lên đèn bi này, có giải đèn led rồi. 390 triệu bao rút hồ sơ. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 10/2023. Chào bác Trần Hoàng Lan này. Ốp mạ chrome tay lắm cửa rồi. Bộ ghế da mới, máy số thì zin. 390 triệu cho siêu phẩm Kia Rio. Tổ hợp phím bấm này, ga tay tự động trên vô lăng. Trần là trần bọc 3D nhá. Bình thường các bác chủ chỉ bọc trần 3D không thôi, nhưng bác chủ lại bọc luôn cả phần cốp cũng là 3D cho em luôn. Đây ạ, màn hình giải trí siêu to, cam hành trình, cam lùi đầy đủ luôn. Kia Rio số tự động, nước sơn màu trắng đẹp. Hai vợ chồng có thể cùng đi một chiếc xe cũng đều dễ thôi, vì màu đẹp, form dáng đẹp luôn. Bình thường các bác đi số tự động thì bộ là mua xe cả cho vợ đi nữa đây ạ. Thì hai vợ chồng đi chung xe luôn nhá. Đèn bi phanh ABS đầy đủ cho em. 390 triệu đời 2015. Động cơ chỉ có 1.4 thôi. Xăng đắt như này cứ 1.0, 1.2, 1.4 là các bác lựa chọn rất là nhiều. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia K đen 7 chỗ ngồi, 275 triệu đời 2008 bản nhập khẩu nhá. Em này cũng là 2.0 này. Số tự động 7 chỗ ngồi thì em có Kia K đen này. Nói chung là với cái tầm tiền trên 200, 7 chỗ ngồi, số sàn và số tự động thì các bác có thể đi được rất là nhiều xe bên em. Kia K3 này, có thể đi Kia Carian này, Captiva này, và cũng có thể đi Innova, rất là nhiều xe. Chào bác Minh Vũ, chào bác Trọng Hải này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Với tầm tiền hơn 400 thì có thể đi được một chiếc xe CRV. CRV 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2009, em Hương đang bán là 408 triệu. Lên đèn bi này, trước sau đều có cảm biến va chạm. Đèn gầm cũng là đèn bi luôn các bác nhé. Đời 2009, 408 triệu cửa lóc đầy đủ cho em. Bạn này lắp ráp trong nước, số tự động 2.0. Màn hình giải trí đây. Phiếu bảo dưỡng bảo hành rất là ok luôn. Em nói vừa ít thôi, em ốm thì anh lại không nghe, em nói ốm thật rồi anh ạ. Hôm nay là rất là cố gắng luôn. Mà các bác không thương em tí nào, bác phải chia sẻ cho em đây anh Trần Trọng Đích ơi. Hôm nay là ốm thật sự rồi đấy. Nhưng mà vì mai có việc, khả năng là không live stream được nên phải cố gắng live stream. Về rất là nhiều xe, nhiều bác chỉ thích xem live stream thôi. Trực tiếp như thế nào thì em sẽ báo như vậy. Và rất là nhiều đầu xe luôn. Một chiếc xe Avel đời 2017 số sàn. Động cơ trang bị 1.4 em đang bán là 245 triệu.
Nếu như mà hôm nay em không ốm em gào nó phải tơi lắm. Em mà nhìn thấy ít khách hàng xem như này em phải mời, em phải gọi, em phải gào các bác vào hết ngay. Nhưng mà em ốm quá không thể gào được. Chevrolet Avell đời 2017 em đang bán là 245 triệu này. Nên là mỗi bác sau em Hương xin một lượt chia sẻ đi nào. Chấm vào đây cho em, thích trang cho em đi. Để mai em ốm thật là em nghỉ thôi, mai không live stream được đâu. Bên đây thì có Corona Altis đời 2010 số tự động. Em Hương đang bán là 395 triệu. Hyundai Avante đời 2014 số sàn em đang bán là 279 triệu. Nước sơn thì là màu đen đẹp. Nước sơn màu đen đẹp Hyundai Avante 2014 279 triệu. Xi nhan trên gương lên đèn halogen. Tay nắm cửa ốp mạ chrome có vỉ chắn mưa đầy đủ rồi. Hyundai đây các bác này, Hyundai Avante và Hyundai Accent là rất nhiều khách hàng quan tâm. Lấy ra hai màu tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Chào bác Dương Phạm nhé. Chị ơi. Em chào bác Đặng Trung này. Chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm là rất là nhiều xe luôn. Cờ đuôi số tự động đời 2011 thì em có cờ đuôi số tự động đây, 268 triệu. Sang bên đây để em quay cho các khách hàng nào mà quan tâm về bán tải này. Bán tải em rất là nhiều luôn. Ôi còn nhiều xe quá. Bình thường nhìn nhiều xe là sướng, hôm nay ốm nhìn nhiều xe lại hơi lán. Tucson máy dầu gầm cao 5 chỗ ngồi một cầu đời 2010 em Hương đang bán là 535 triệu. Có giải đèn led này, đèn bi salon này, đèn gầm đầy đủ cũng là đèn bi nhá. Xin nhan tích hợp trên gương bản này full cửa lóc cho em 535 triệu. Trong buổi livestream khách hàng nào quan tâm em sẽ bớt luôn 10 triệu đồng cho khách hàng nhà mình. Xe này là máy eco, hỗ trợ trơn trượt, sấy sưởi kính đầy đủ cho em 535 triệu cho chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao Tucson đây ạ, Tucson máy dầu 5 chỗ ngồi gầm cao. Bên đây thì em còn có một chiếc xe bán tải này. Một chiếc xe Isuzu D-Max số tự động 2 cầu máy dầu đời 2016 đăng ký lăn bánh cuối tháng 12/2017. Nó gần như là đời 2018 rồi. Quên đọc chốt cửa không mở nữa thôi ta. Bên trong thì có màn hình giải trí này, cam hành trình, cam lùi đầy đủ luôn. Có màn hình cam hành trình nhá. 535 triệu cho chiếc bán tải Isuzu máy dầu bên em. Bán tải đây ạ, máy dầu 2 cầu, một dàn lốp mới, lốp dự phòng là còn chưa hạ. Tức là em này là 5 chiếc lốp đều là một dàn lốp mới luôn. Và điều đặc biệt là lốp dự phòng còn chưa hạ thì các bác biết rằng độ zin, độ đẹp của em nó như thế nào rồi. Máy số zin, keo chỉ zin, sơn zin đến 95% xe. Đầy đủ cho em đây, biển thủ đô Hà Nội, Isuzu D-Max đời 2016 đăng ký cuối tháng 12/2017 này. Hỗ trợ 50% giá trị xe. Anh ơi, em ơi, anh sang anh bán cho. Anh Trần Trọng Rick ở đâu ạ? Chỉ cần xe chủ mã đầy đủ, không đâm xô, không ngập nước là em vào việc ngay. Để lại số điện thoại cho em đi ạ. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Cerato. Úi dồi ôi, giờ em mới nhìn thấy. Kia Cerato đời 2017, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.6 này. Rất là nhiều khách hàng thích xe Kia Cerato. Đơn giản là máy số thì ngon, form dáng thì đẹp và không quá là tốn xăng. Kia Cerato biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu trắng đẹp. Lên đèn bi salon có giải đèn led này, đèn gầm đầy đủ luôn. Xi nhan trên gương, đăng ký đăng kiểm tháng 9/2023. Em này thì có cửa lóc đầy đủ rồi. Ghế da gì đẹp luôn. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, tắt bật cảm biến đầy đủ cho em. Đề lỗ thông minh, có ga tay tự động cruise control nhá. Đề lỗ thông minh các bác nhìn này, xe đẹp đến nỗi còn nguyên giấy hướng dẫn sử dụng đây ạ. Kia Cerato đời 2017 bạn lắp ráp trong nước em Hương đang bán là 488 triệu. Em nhìn thấy số điện thoại của anh Rick rồi. Một chút nữa xuống livestream thì em sẽ kết nối Zalo cho anh nhé. Hoặc anh kết nối Zalo trước cho em đi ạ. 0354602790 xuống phát em nhìn thấy tin nhắn này em check lại ngay nhé. Kia Cerato đời 2017 số tự động 1.6 em Hương bán này 488 triệu. Còn nếu như khách hàng nào mà quan tâm thì em còn có này. Một chiếc bán tải Ford Ranger máy dầu 2 cầu số sàn đời 2013 biển thủ đô Hà Nội. Em Hương đang bán chiếc Ford Ranger này là 405 triệu cho chiếc bán tải Ford Ranger máy dầu 2 cầu số sàn đây. Nước sơn thì màu bạc này. Cảm ơn bác nhé. Cảm ơn bác, chào bác Nam Định, chào bác Giang Hân này. Chiếc bán tải này thì chưa lên thùng. Chiếc bán tải của em này thì chưa lên thùng. Còn chiếc Isuzu D-Max kia thì lên thùng rồi.
em này thì là 405 triệu nhá, mà số sàn 2 cầu cũng là máy dầu cho em. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i10, một chiếc xe i10 đời 20, dừng mỏi chân quá, một chiếc xe i10 đời 2016 bản nhập khẩu. Bản này là bản 1.2, nhưng điều đặc biệt em này là bản sedan 2 đầu. i10 bản sedan 2 đầu đời 2016, 285 triệu số sàn. Em này là bản đủ ạ. i10 bản sedan 2 đầu là bản đủ nhá. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa, xi nhan trên gương, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, màn hình giải trí đề lổ thông minh đầy đủ cho em luôn. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em là i10 bản đủ đây. Bản đủ bản sedan 2 đầu, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, 285 triệu. Nếu như khách hàng mà để ý này thì bên em Hưng về rất là nhiều xe i10, nhưng đều là bản thiếu thôi. Hôm nay về được i10 bản đủ, lại còn điều đặc biệt là bản sedan. Các bác đi taxi, dịch vụ hay gia đình, dịch vụ hoa cưới hỏi rất là ok luôn. Trang bị động cơ là 1.2 nhé, nhập khẩu số sàn 285 triệu. Mau rút hồ sơ khách hàng nhà mình luôn. Chào bác Hạo và Hậu Phạm này. Vios màu trắng đẹp thì vừa mới về phát là đi lấy chồng luôn rồi, nên là bỏ qua nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai i10. Hyundai i10 đời 2015. Ui anh ơi, con chuột nó phiêu chân em. Anh đấu ơi. Ui con chuột nó to như con mèo. i10 i10 đời 2015 này, em này cũng là bản đồ này. Em Hương đang bán là 245 triệu cho chiếc xe i10 đời 2015 bản đồ đây. Xi nhan trên gương, đèn là đèn bi nhá, có đèn gầm, la răng thể thao đẹp rồi. Một dàn ghế da các bác nhìn này, bác chủ cũ lên bộ ghế da rất là chất chơi luôn. Màn hình giải trí đề lổ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, có cảm biến va chạm đầy đủ cho em nhé. Áo ghế các bác nhìn này, rất là chất chơi luôn. 245 triệu cho chiếc xe i10 đời 2015. Lớp sơn là màu đỏ đẹp này. Rất là nhiều xe luôn, rất là để em ngắm nào. Bên đây thì em còn có hai chiếc Isuzu máy dầu. Công trình công trường các bác đi rất là ok này. Kia Morning đời 2016 em Hương đang bán là 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning. Lớp sơn thì là màu vàng zin đẹp. Đời 2016, 215 triệu, máy số thì ngon. Bộ ghế da thì em Hương bọc lại rồi, ghế da cũ thì nó hơi bị xấu một chút, lên ghế da mới luôn, rất là chắc chắn luôn. 2016 em đang bán là 215 triệu số sàn. Động cơ 1.25, quá là tiết kiệm nhiên liệu. Lên bộ mâm đẹp này, đèn halogen này, đầy đủ cho em nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc Spark tập lái 93 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn 85 triệu thôi, 5 chỗ ngồi, có sở bác đi ạ. Chào bác Tua Ngọc này. Bên đây thì em có một chiếc xe Kia Zondo máy dầu 7 chỗ ngồi. Động cơ trang bị là 1.7. Em Hương đang bán là 468 triệu cho chiếc xe Kia Zondo 7 chỗ ngồi, số tự động. Gương kính thì cụp chỉnh auto, xi nhan trên gương. Lên đèn bi có dải đèn led này, đèn gầm này. Form dáng là 7 chỗ ngồi, các bác nhìn này, rất là sang luôn. Rất là sang trọng luôn. Đời 2017 đây ạ. 468 triệu. 468 triệu nhá. Ôi giời. Bên đây thì em có một chiếc xe i10. i10 đời 2016 bản nhập khẩu. Số sàn nước sơn là màu xanh. Trong rất là nhiều chiếc xe màu bạc, màu trắng, thì đây là chiếc xe màu xanh duy nhất bên em. Màn hình giải trí đầy đủ rồi. Tổ hợp phím bấm thì em này có hai phím bấm ở trên vô lăng thôi. i10 màu xanh bắt mắt, lên bộ mâm đẹp, xi nhan trên gương. Em Hương đang bán là 225 triệu cho chiếc xe i10 đời 2016 bản nhập khẩu này. À hôm nay có bóng đá, hỏi sao các bác xem bóng đá à? Các bác mãi xem bóng đá à? Innova em có anh Tua Ngọc ơi, đợi em một chút nhá. Em có đời 2006 và 2014 này. Accent bản đây các bác này. Accent nhập khẩu đời 2012. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, màn hình giải trí đầy đủ cho em. Accent 2012 giá cực mềm luôn, 295 triệu, máy số zin đẹp, ghế da căng mọng luôn. Accent màu đen đẹp đây ạ. Xi nhan trên gương, động cơ trang bị 1.4, số sàn em Hương đang bán cho Accent này là 295 triệu. Có giải đèn led đầy đủ cho em và đèn gầm đầy đủ này, cho chiếc xe Hyundai Accent đời 2012 nhé.
295 triệu nước sơn màu đen bản nhập khẩu, xin nhan trên gương đầy đủ cho em. Innova thì em có một chiếc xe Innova đời 2006, máy số zin, nước sơn màu đen đẹp. Còn chiếc xe Innova bản E này là hôm nay em mới về. Anh Tua Ngọc ơi, để lại số điện thoại cho em đi. Tại vì hôm nay em mới về nên chưa cập nhật được giá. Quay qua cho anh xem thôi. Máy số thì cực ngon này. Màn hình giải trí ghế da hai màu, trần thì bọc ly lông sáng choắc luôn. Innova bản E đây ạ. Chưa cập nhật được giá nên là em không dám nói giá rồi. Xin nhan trên gương nhé. Cam hành trình, cam lùi đầy đủ này. Cảm ơn bác Thơm Lê, xe đẹp quá, chia sẻ cho em lên. Còn ở đây thì em còn có một chiếc xe Innova nữa đây. Innova đời 2006, máy số zin, nước sơn màu đen đẹp, xe của gia đình tư nhân. Đời 2006, máy số zin, em Hương đang bán là 225 triệu. Ốp hết mạ chrome tay nắm cửa rồi. Màn hình giải trí này, ghế da thì cong mọng luôn, trần lỉ nguyên zin nhá. Innova 2006, máy số zin tư nhân gia đình, 225 triệu. Dịch giã bây giờ nó cũng gần như là ổn định rồi, thì những nhu cầu về xe 5 chỗ, 7 chỗ rất là cao luôn. 225 triệu máy số zin biển 20 Innova đây ạ. Đời 2006 này. Vừa rồi thì em Hương đã báo gần như là hết các đầu xe bên em rồi. Tự dưng nó bị ốm nên mệt quá. Các bác đừng quên những lời chia sẻ cho em đây nào. Vừa rồi thì em Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Từ những dòng xe 5 chỗ, 2 chỗ, 7 chỗ, rất là nhiều luôn, kể cả xe 4 chỗ, phân khúc thể thao cũng có luôn. Các bác nhìn này, vừa livestream vừa cầm giấy. Cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Hương xem hết buổi báo giá livestream ngày hôm nay. Có lẽ là hôm nay em xin phép được nghỉ sớm hơn vì sức khỏe không tốt rồi. Cảm ơn khách hàng nhé, số điện thoại thì em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Khách hàng nào mà quan tâm về số về mẫu xe nào thì kết nối Zalo và để lại số điện thoại cho em nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những buổi báo giá vào ngày mai đi. Nếu như sức khỏe ổn định hơn em sẽ báo giá vào ngày mai ạ. Đừng quên số hotline của em 0354602790. Nếu như muốn đến xem xe trực tiếp thì đến với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những buổi báo giá ngày mai ạ.